Bạch Hổ Tinh Quân tập 4. Đến cuối tháng Chạp thì cậu bé Quách Tử Chiêm hoàn toàn bình phục, khiến cho niềm vui của Quách Gia Trang được trọn vẹn. Kỹ nương đã có căn bản về y học, nay được thêm quyển sách thuốc của cụ Hòa Thánh Y nên đã cứu được con thơ. Tử Chiêm biết mình thoát chết nhờ ai nên vô cùng yêu mến Tam Ca, quấn quýt chẳng rời. Tử Khuê đã dâng lên song thân 2 viên trường thọ đan, nhưng chỉ mình Quách Trang chủ sử dụng. Kỹ nương nhỏ tuổi hơn chồng 10 mấy tuổi, lại có công lực thâm hậu nên rất là trẻ chung chán kiện. Mà bà uống trường thọ đan thì e rằng Quách lão chịu không thấu. Hương xuân của năm Giáp Dần chưa tan thì Tử Khuê đã phải lên đường. Tiếng rằng đi du ngoạn, song thực ra chàng chính thức đã dấn thân vào chốn giang hồ. Việc trước tiên Tử Khuê phải thực hiện đó là lên núi La Sơn, cạnh bờ sông Trúc Can Hà, một phụ lưu của sông Hoài. Sứ mạng ấy xuất phát từ chiếc ghế gãy của Hồng Vận Đại Phạn Điếm Đất Nghiệp, chứ chẳng phải là do cụ Hòa Thánh Y giao phó. Số là thế này, trong hàng ngũ bô lão võ lâm có 3 nhân vật cực kỳ lợi hại, tuổi đã gần 90, được người đời xưng tụng là võ lâm tam tôn. Họ gồm có Bắc Thiên Tôn ở phủ Đại Đồng tỉnh Sơn Tây, Nam Thiên Tôn đất Thiệu Dương tỉnh Hồ Quảng, và Chung Thiên Tôn núi La Sơn tỉnh Hà Nam. 3 vị kỳ nhân này võ công cái thế, song từ lâu đã không màng đến sự đời nên Âu Dương Mẫn mới có thể hoành hành được. Và giờ đây Tử Khuê đến La Sơn là để bái kiến Chung Thiên Tôn Trần Ninh Tĩnh. Lão ta hiện đang giam giữ ái nữ của chủ nhân Hồng Vận Đại Phạn Điếm Tống Nhiên. Cô ả này tên gọi là Tống Thụy, tuổi đã 26 mà vẫn chưa chồng. Không phải là vì nàng ta quá xấu nên ế ẩm, ngược lại Tống Thụy khá xinh đẹp và lại còn rất là thông minh mẫn tiệp nữa. Chẳng qua cô con gái út của nhà họ Tống có máu giang hồ, thích phiêu lưu đầy đó mà hành hiệp, chứ không can tâm là một ả hoàng hoa khuê nữ. Năm 20 tuổi, Tống Thụy đã học hết nghề của cha và các nghĩa thúc, liền mang gươm xuất đạo ngay. Chỉ sau 4 năm, Tống tiểu thư đã lừng danh với cái xú hiệu Thiết Đảm Hồng Nhan. Tuy là gái nhưng nàng có cái lối đánh nhau cực kỳ liều lĩnh, táo bạo, khiến cho đám nam nhân phải xanh mặt. Mỗi năm Tống Thụy chỉ về nhà có 1 tháng Tết, nhân dịp dỗ mẹ hiền. Tống lão có rầy la quở mắng thì nàng chỉ mỉm cười ôn nhu, chẳng hề biện bạch. Tống lão chịu thua vì chẳng nỡ đánh đập hay là xiềng xích đứa con gái mang dung mạo của người mẹ quá cố. Tống Thụy mắc mẹ từ nhỏ, lại giống như là Tống phu nhân như đúc, nên được cha cưng chiều nhất nhà. Tống Nhiên vốn là một cao thủ hắc đạo hoàng lương. Ông có 3 nghĩa đệ, 2 người đã so tài kiếm với Tử Khuê. Người thứ 3 chính là Ngụy công tử Tề Thúc Như. Tống Thụy cũng là học trò của 3 kẻ ấy. Đầu năm ngoái, Thiết Đảm Hồng Nhan tình cờ lạc bước đến núi La Sơn mà không biết đây là chốn ẩn cư của Chung Thiên Tôn Trần Ninh Tĩnh. Phong cảnh La Sơn lúc xuân thì cực kỳ diễm lệ, hoa tháng 2 tưng bừng nở rộ. Tống cô nương say sưa dạo chơi, thò tay định ngắt vài đóa hoa thì bị một con chim ưng tấn công, mổ vào đầu điếng. Tống Thụy nổi giận, thi triển ngay tuyệt kỹ của cha già, phỏng một mũi yên vĩ châm giết chết con chim xảo quyệt đó. Nào ngờ nó lại là con vật yêu quý của Chung Thiên Tôn, và tiếng kêu lìa đời thảm thiết của thần ưng đã đánh động chủ nhân. Trần lão liền chạy ra tóm cổ lấy Thiết Đảm Hồng Nhan đem vào thạch động giam giữ. Sau đó Chung Thiên Tôn gửi thư cho Tống Nhiên để kể rõ sự tình. Bảo sẽ cầm tù Tống Thụy cho đến khi nào họ Tống tìm được một con chim ưng khác để bồi thường. Chim ưng thì chẳng thiếu, song khổ nổi Trần Ninh Tĩnh lại đòi một con biết nhậu và tủ lượng không dưới một thăng. Tống điếm chủ thương con vô hạn, liền tìm mua mấy chục con chim ưng rồi tập cho chúng uống rượu. Kết quả là chẳng con nào chịu uống cả, và nếu miễn cưỡng đổ vào họng, chưa đến nửa tháng thì chúng đã lăn ra chết tôi. Tống Nhiên cùng với ba vị bài huynh đành bó tay, cứ nghĩ đến Tống Thụy là lòng lại đau như xé. Mỗi ngày phải uống hơn thăng rượu thì 2 năm sau, Thiết Đảm Hồng Nhan sẽ biến thành bạch cốt dạ xoa, dung nhan sẽ tàn tạ và sức lực sẽ mỏi mòn. Thể chất của nữ nhân hoàn toàn không thích hợp với rượu. Họ uống chơi vài chung thì được, chứ mà cứ nốc chạng thường xuyên thì sẽ yểu mạng mà chết. May thay, hồi đầu tháng 11 năm ngoái, sứ giả của Chung Thiên Tôn đến Nghiệp Thành để trao thư. Trong thư ấy, Chung Thiên Tôn yêu cầu Tống Nhiên xếp đặt cái bẫy mà Tử Khuê đã sa vào, và nếu cái kẻ xui tặng mạng ấy chịu đến La Sơn hội kiếm với Thiên Tôn thì Tống Thụy sẽ được thả ra ngay. Bởi thế cho nên tổng điếm chủ cùng với 3 người đệ tử khẩn khoản van nài Tử Khuê giúp đỡ. Ngụy công tử Tề Thúc Như còn dùng việc làm giả viên Tị Lôi Thần Châu để uy hiếp Tử Khuê. Nếu chàng không chịu nhận lời đi La Sơn thì gã cũng sẽ chẳng thèm chỗ tài xảo thủ. Thế là Tử Khuê đành phải gật đầu. Người Trung Hoa rất coi trọng chữ tín, nên vợ chồng của Quách Trang chủ đành phải gạt lệ tiễn con đi, dù lòng chẳng hề muốn xa. Cậu bé Tử Chim thì sụt sùi khóc lóc khi tạm biệt tam ca, khiến cho Tử Khuê phải hết lòng an ủi. Chỉ mình băng tâm ma nữ Kỷ Thanh Lam biết rằng lần này đi sẽ đưa đến những lần xa nhà khác. Ân oán giang hồ vốn dây dưa không dứt. Người hiệp khách có thể chẳng cần hư danh, song lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân đã khiến có câu bồn bà chẳng mỏi. Ngày xưa bà cũng đã từng là một người như thế, nhưng nữ nhân dễ rút chân khỏi chốn giang hồ khi xuất giá, còn nam nhi thì lại khác. Khi đã thành danh, bọn đàn ông sống chết vì nó, mặc cho thê tử lo lắng nhớ thương. Do tin tưởng rằng con mình là thần tiên giáng phàm, tất chẳng thể sống một cuộc sống tầm thường, Kỷ nương cắn răng chấp thuận cho Tử Khuê xuất đạo. Nhưng nếu Âu Dương Mẫn chính là huyết mai hội chủ, thì việc đối đầu với lão ta sẽ nguy hiểm khôn lường cho cả Tử Khuê lẫn người thân. Do đó bà đã luôn nhắc nhở con trai của mình phải thận trọng, không được xính cường hay là sơ suất, và chàng phải tuyệt đối giữ kín lai lịch, không làm liên lụy đến Quách gia chàng. Kỷ nương đã khóc khi dặn dò khiến cho Tử Khuê mũi lòng, vội nặng lời thề thốt để trấn an. Chàng hứa với mẹ rằng sẽ sống sót trở về bằng mọi giá. Đầu tháng 3, dưới chân núi La Sơn xuất hiện một kỵ sĩ. Người này mặc đạo bào xanh, đầu đội nón che rộng vành, thân hình khá lực lưỡng và mặt thì đầy râu, nên người ngoài sẽ phỏng đoán rằng gã độ 25-26 tuổi. Chàng đạo sĩ ấy dừng cương trước một nhà tiều phu, xuống ngựa hỏi thăm chủ nhà. Bẩm lão thí chủ, dám hỏi đường nào lên Chung Thiên Động? Người tiều phu đã già, tuổi quá 60, nên khi hỏi đường, gã đạo sĩ phải lột nón xuống. Nhờ vậy mà chúng ta nhận ra chàng trai số mạng xui xẻo đất Hứa Xương, dù dung mạo kia đã khác đi nhiều. Lý do là vì Tử Khuê đã nặng hơn xưa hơn 30 cân. Món mặn thì luôn sẽ hơn món chay, nếu không thì thiên hạ đã đi tu cả rồi. Suốt mấy tháng qua, ngày nào Tử Khuê cũng ăn toàn là sơn hào hải vị, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, nên tăng trọng rất là nhanh. Chàng ăn vì khoái khẩu và cũng vì muốn làm vui lòng từ mẫu. Kỷ nương đã đích thân xuống bếp để chỗ tài thánh thủ nên Tử Khuê phải ăn cho hết. Quách lão cũng luôn miệng ép con trai ăn thật nhiều để bù đắp cho 3 năm chay tịnh kiêng khem. Ông quan niệm rằng với chiều cao hiện nay thì Tử Khuê là quá gầy. Riêng Kỹ Nương thì còn một lý do khác. Sau lần bán Tỵ Lôi Thần Châu cho minh chủ Võ Lâm Âu Dương Mẫn, bà càng chú trọng đến việc ăn uống của ái tử. Bà hiểu rằng khi Tử Khuê mập lên mấy chục cân và có một gương mặt đầy râu, thì Âu Dương Mẫn sẽ khó mà nhận ra vì chỉ gặp gỡ có một lần. Trong quyển Y Lão của Hòa Thánh Y có sẵn toa thuốc mọc râu vô cùng là thần hiệu. Bởi thế cho nên giờ đây, gương mặt của Tử Khuê đầy đặn, phương phi và râu thì phủ kín nửa mặt, bó cầm trông rất là oai phong. Do yêu cầu của Chung Thiên Tôn nên hôm nay Tử Khuê mới mặc lại đạo bào. Còn sau này, khi cần chàng có thể dùng võ phục và mang cái lai lịch là Hạng Thiếu Lăng, 27 tuổi, quê quán Tuần Châu, một huyện thuộc xã Hứa Sương. Hạng Thiếu Lăng thật là một gã lính lệ ở trong dinh tổng binh Quách Tử Xuyên, biểu đệ của Tử Khuê. Nguồn cơn là như vậy. Giờ chúng ta sẽ quay lại La Sơn để xem Quách Tử Khuê rơi vào cảnh ngộ như thế nào. Chàng nghe lời chỉ dẫn của lão tiều phu, theo đường sơn đạo cách đấy vài chục trượng mà lên núi. Chung Thiên Động nằm ở trong một bình đài cao gần 100 trượng, lưng chừng ở núi La Sơn. Ngựa vốn có 4 chân, song không thể leo núi được. Tử Khuê đành phải gửi lại nhà của lão tiều phu. Lên đến nơi, Tử Khuê chỉ thấy một vùng toàn là hoa cỏ, ngào ngạt sắc hương, và chẳng hề có một bóng dáng nhà cửa. Mút tầm mắt, cũng chỉ có một màu xanh mơn mởn của loài mộc cẩn. Có lẽ Chung Thiên Động nằm ở chân của vách đá, phía sau hàng rào mộc cẩn nọ. Mộc cẩn còn có tên gọi là cây vong vang, chị em ruột với hai loài dâm bục và phù dung. Loài cây bụi nhỏ hoặc là thân gỗ nhỏ thuộc họ cẩm quỳ. Mộc cẩn là loài thân gỗ cao, từ 2 đến 6 thước, cánh nhỏ màu xám nâu, vỏ dai khó gãy, lá thì hình trứng hoặc là hình trứng sẽ thùy. Hoa đơn có màu tím, trắng, đỏ, tím nhạt. Kỳ hoa rất dài, 5 đến 10 tháng hoa nở liên miên, sáng nở tối tàn, nên còn có tên là hoa sáng nở chiều tàn. Từ đầu hạ đến tận tiết sương giáng, ngày nào hoa cũng sẽ nở. Bởi vậy người ta gọi nó là loài cây hoa, nở không dứt, bứt không hết. Trong lúc các loài hoa khác đã thưa thớt, thì mộc cẩn lại nở rộ, sắc màu rực rỡ. Hoa mộc cẩn dạng như là cái bát, giống như là hoa phù dung. Vỏ lại giống cây đay, vì thế còn gọi là đay hoa bát hoặc là đay phù dung. Đoạn mô tả lề thề trên dành cho những độ giả có vợ mê phim Hàn, người Triều Tiên trồng loại cây hoa này ở khắp nơi, xem nó là tượng trưng cho sự xinh đẹp và hạnh phúc vĩnh hằng, ca tụng nó như là một quốc hoa của Triều Tiên. Còn trong bộ truyện này, mộc cẩn chính là chiêu bài của Chung Thiên Tôn Trần Ninh Tĩnh lúc vừa xuất đạo giang hồ. Hơn 60 năm trước, họ Trần tự xưng là mộc cẩn tu sĩ. Nhờ võ công tuyệt thế, danh hiệu ấy đã mau chóng lẫy lừng ở trung thổ. Song người đời lại lén dèm pha rằng Trần Ninh Tĩnh hơi thiếu chất đàn ông. Họ Trần chuộng những bộ y phục có màu tím hoặc tím nhạt, tính tình thì lại bất thường, sáng nắng chiều mưa. Trần Ninh Tĩnh nghe được lời đàm tiếu ấy, liền chứng minh phẩm chất đại trượng phu bằng cách lấy một lúc 2 người vợ, và trong 3 năm đã có liền 6 đứa con. Nhưng sau đó, thê tử của lão đã bị bọn ác ma giết sạch. Báo thù xong thì đầu họ Trần đã bạc và được đời xếp vào hàng ngũ Võ Lâm Tam Tôn. Thành danh chẳng thể khiến cho Trần Ninh Tĩnh bớt chán đời. Lão trở thành đạo sĩ, chọn La Sơn để làm chốn tu tiên. Gốc gác lai lịch của Chung Thiên Tôn thì Tử Khuê chẳng lạ. Chàng đã từng được nghe ân sư kể lại. Chàng chỉ tự hỏi rằng sau mấy chục năm tu hành, liệu tính nết của lão ta có còn cổ quái, nóng nảy như xưa hay không? Và chàng sẽ phải làm gì để đổi lấy sự tự do cho Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy? Rút kinh nghiệm của cô ả liều mạng họ Tống, Tử Khuê chẳng dám hái hòa bắt bướm, từng bước mà thận trọng tiến vào. Đến trước hàng Mộc Cẩn rầm rạp, chàng dừng chân vận công gọi lớn. Đệ tử là Vũ Diệp, từ Nghiệp Thành đến xin cầu kiến Trần tiền bối. Từ trong vọng ra tiếng người già nua. Mời vào. Tử Khuê mừng rỡ tiến lên, nhưng khi vừa vượt qua hàng cây đầu tiên, chàng đã lập tức rơi vào một biển sương mù dày đặc, chẳng còn thấy được gì nữa. Tử Khuê thất kinh hồn vía, hiểu rằng đã lọt vào một trận kỳ môn. Chàng hoang mang thét lên, mong tiền bối chỉ giáo cách qua trận. Chung Thiên Tôn cười nhạt đáp, đúng là cái đồ bị thịt, chỉ một trận thế điên đảo ngũ hành mà cũng không biết. Tiếng ngũ tạ tam, tiếng tam hữu ngũ. Tử Khuê nói lời cảm tạ rồi bước theo thứ tự ấy. Lát sau vào đến khoảng đất trống trước cửa của một thạch động ở trần vách đá. Chung Thiên Tôn đứng chắn cửa động, tay xách bầu rượu, tay cầm vật gì đấy đưa lên miệng gặm. Tử Khuê chưa kịp thi lễ thì phát hiện trước ngực áo bào trắng của Trần lão đã bê bết máu tươi, và cái khúc dài dài mà lão đang cắn chính là một đoạn cẳng tay người đủ 5 ngón dài trắng trẻo. Chàng rùng mình, rợn tóc gáy, sợ đến mức tứ chi bủn rủn, chẳng nói nên lời mà không tin vào mắt của mình. Trong lúc ấy, Chung Thiên Tôn lộ nét hân hoan, quẳng khúc xương cẳng tay đi và cười khanh khách. Hái chà, thằng bé này to béo đó, chắc ta phải xẻ thịt ướp muối mà ăn từ từ, chứ không thể chén sạch ngay trong một ngày được. Cái miệng rộng và hàm răng trắng nhẫn của lão đầy máu tươi trông rất đáng sợ. Tử Khuê thôi dụi mắt, hiểu rằng Chung Thiên Tôn đã hóa thành quái vật ăn thịt đồng loại, và có lẽ nạn nhân đầu tiên của lão chính là Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy. Trong tiềm thức người đàn ông, mỹ nhân luôn là một cái gì đó yếu đuối, mỏng manh, cần được bảo vệ. Từ cổ chí kim, nữ nhân và bọn nhi đồng là hai đối tượng mà người hiệp sĩ phải bênh vực và giúp đỡ. Này nghĩ đến cảnh Tống Thụy bị ăn tươi nuốt sống, Tử Khuê vô cùng thương xót và bất giác nổi cơn thịnh nộ. Chàng chẳng còn màng đến sinh tử, quyết liều thân để giết lão ác ma. Tử Khuê trợn mắt rống vang trời, rút kiếm xông đến, dồn hết lòng căm hận vào chiêu kiếm quải thù phong. Cái tên đầy thi vị ấy không biểu hiện được hết nội dung chiêu thức. Kiếm kình chẳng hề nhu hòa hay như gió, mà lại rít lên rợn người, xé nát không gian. Còn kiếm quang thì chợt loang loáng dưới nắng xuân, sát khí bức người. Chung Thiên Tôn biến sắc trước chiêu kiếm tuyệt luân, đánh thẳng múa tích cái bầu rượu ở trên tay đỡ chống lại. Quả là danh bất hư truyền. Chiếc bầu rượu dài hơn gan, lập tức tạo nên một bức tường kiên cố và kín đáo, đón lấy đạo kiếm quang vũ bạo phát của đối phương. Khi hai loại vũ khí chạm nhau, tiếng thét ngân lên oang oang, chứng tỏ bầu rượu đã được Chung Thiên Tôn làm bằng kim loại và khá dày. Bảo kiếm của Tử Khuê bị chấn động mãnh liệt vì công lực của lão quái thai họ Trần thâm hậu hơn chàng gấp bội. Cảm giác đau rát ở hậu khẩu đã làm cho Tử Khuê tỉnh táo lại. Chàng thức ngộ rằng chẳng thể dùng sức mà thắng đối phương được. Tử Khuê liền cố tĩnh tâm, thi triển yếu quyết, nhược liễu tỳ phong. Đường kiếm mềm mại, nhu hòa, song lại cực kỳ nhanh và hiểm ác. Mũi kiếm của chàng bám chặt lấy cổ tay cầm bầu rượu của Chung Thiên Tôn chẳng chịu rời, khiến cho lão nhất thời lúng túng như là gà mắc tóc. Và thỉnh thoảng, Tử Khuê điểm những nhát thần tốc, làm cho lão ta phải rụng rời, mau mau thoái hậu, hoặc là nghiêng mình né tránh. Chung Thiên Tôn bực bội tăng thêm lực đạo, đánh những đòn nặng như là núi đổ, bầu rượu bay vung vút tựa như là dải lụa đen mờ. Lúc ấy Tử Khuê khôn ngoan, hoán vị trí tránh chiêu, lựa thế mà phản kích. Chảnh vòi chẳng xấu mặt nào, và trường kiếm vốn chỉ mong manh, nhẹ nhàng, không phải là loại vũ khí chủ về lực đạo. Trong trường hợp này, Tử Khuê có ưu thế về chiều dài binh khí, nên những đòn phản công của chàng rất là đáng sợ. Tất nhiên là phải kể đến tài nghệ cũng như là bản chất của phò Thành Long kiếm pháp. Tử Khuê có đến 12 năm khổ luyện võ nghệ, lần lượt do kỹ nương rồi Vô Mộc chân nhân dạy dỗ thành tựu. Kiếm thuật của chàng cao hơn quyền trưởng vì được sự hỗ trợ của thao quan thần thức. Với khả năng phát xạ tia chân khí để đếm huyệt và những chiêu thức chuyên biệt để dành cho tay tả, chàng đã trở thành một trong những kiếm thủ hiếm hoi sử dụng cả hai tay. Hôm nay trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này, Tử Khuê phải dốc hết vốn liếng ra mà chiến đấu. Ít phút sau, Tử Khuê phiên thân tránh khỏi một đòn cuồng nộ của Chung Thiên Tôn, rồi phản công bằng chiêu Nguyệt Phùng Thiên Lý. Từ khoảng cách hơn trượng, Tử Khuê ẩn mình ở trong kiếm quang, thân ảnh chập chờn trôi nổi ập vào đối thủ. Khi chạm mặt nhau, trường kiếm của Tử Khuê thọc nhanh hàng trăm thế, dồn dập tựa như là mưa sa, phong tỏa đường chùy của kẻ địch. Chiếc bầu rượu bằng thép của Chung Thiên Tôn được sử dụng như là một loại chùy cán ngắn, và chàng bất ngờ vươn tả thủ, xả liền hai tia chân khí vào sông nhãn của Trần lão quái. Tử Khuê chọn mắt để làm mục tiêu, vì biết Chung Thiên Tôn có hòa giáp công lực. Lớp cương khí hộ thân này rất dày, chỉ có đôi mắt là yếu nhất. Nhưng Trần Ninh Tĩnh là bậc kỳ nhân quán thế, chẳng dễ thất thế trước một kẻ hậu sinh. Lão hoàn toàn bị bất ngờ trước đòn ám tập, song vẫn kịp lách người né tránh, nên chỉ có vầng trán rộng đầy nếp nhăn trúng đòn và hơi đau đớn. Tuy nhiên, việc này cũng khiến cho Chung Thiên Tôn hoảng vía. Lão không ngờ một chàng trai trẻ măng lại sở đắc thủ pháp cường tì phát huyệt thất truyền. Trần lão quỷ vừa chống đỡ những chiều kế tiếp của Tử Khuê vừa thét lên gọi ơi ới: "Chà chả, tên tiểu tử này lợi hại thật. Đồ để mà mang kiếm ra cho sư phụ thì mới có thịt mà ăn." Tử Khuê giật mình lo ngại, vì hiểu rằng nếu có thêm học trò của Chung Thiên Tôn nữa thì chàng khó mà thoát chết, đừng nói đến việc giết lão ta. Nhưng may thay, tên đồ đệ của Thiên Tôn không xuất hiện, mà chỉ tự ở trong hang đá tối tăm kia ném kiếm ra ngoài cho sư phụ. Trần Ninh Tĩnh quét mạnh một đường chùy, đẩy lùi Tử Khuê, rồi vươn tay tả chụp lấy bảo kiếm. Lão ném bầu rượu xuống bãi cỏ, vùng kiếm thị uy và cười khà khà: "Nè, con trâu nước rậm lông kia, lúc nãy lão phu không có kiếm ở trong tay nên ngươi mới được dịp xính cường. Giờ thế ngươi đừng hòng mà ra oai nữa." Dứt lời, Chung Thiên Tôn lướt tới tấn công ngay. Lạ thay, kiếm pháp của lão hiền hòa quảng đại chứ chẳng hề hung hãn. Tử Khuê đã nghe sư tôn kể lại rằng sở trường của Trần lão là kiếm thuật, nên càng ngao ngán, thận trọng đón chiêu, và chỉ sau gần khắc, chàng đã biết ngay mình chẳng phải là đối thủ khi đã mất ưu thế về vũ khí. Đường kiếm của Chung Thiên Tôn nhẹ nhàng, lưu loát tựa như là nước chảy mây trôi, nhưng biến ảo thì lại vô song và cực kỳ hùng hậu. Nghĩa là lão đã đạt đến cảnh giới thượng thừa tùy tâm nhi phát, thuận tay mà đánh. Nhìn nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt giễu cợt của đối phương, lòng của Tử Khuê rực cháy niềm bi phẫn. Chàng quên cái lời giáo huấn của ân sư và từ mẫu, nghiến răng xuất chiêu hoàng thiên bất tiếu. Chiêu đầu tiên ở trong pho Oán Thiên kiếm pháp. Trong mấy tháng ở nhà, Tử Khuê đã ráo riết luyện tập và đã đạt đến mức tinh túy của hai chiêu đầu. Hoán Thiên kiếm pháp độc ác phi thường, vì nó đem máu của người thi triển đổi lấy máu hoặc là mạng của kẻ thù. Và nó xảo quyệt ở chỗ dùng hàng trăm thế thức đẩy đưa để xếp đặt, từng bước cuối cùng bắt buộc đối phương phải tấn công vào chỗ sơ hở đã lộ ra. Nạn nhân sẽ mắc bẫy, hân hoan hạ thủ và trúng đòn ở một vị trí ác nghiệt hơn. Giờ đây Chung Thiên Tôn cũng bị chiêu thức quái dị kia lừa gạt. Đang chạm kiếm, lão chợt nhận ra rằng mình chỉ cần vươn tay là sẽ dễ dàng đâm thủng huyệt thái ất ở trên bụng của đối phương. Nhưng chẳng hiểu sao lão quái vật ăn thịt người lại bỏ qua, lập tức thoái hậu. Chờ như vậy, lão tránh được việc thủng yết hầu bởi một nhát gươm kín đáo của Tử Khuê. Da cổ mát lạnh vì hơi thép quá gần. Chung Thiên Tôn rợn da gà quát lớn: Thì ra là Oán Thiên kiếm pháp, may mà bần đạo chẳng có ác ý với người, nếu không thì đã tối rồi. Tử Khuê đang say máu, chẳng để ý đến câu nói ấy, tiếp tục xông đến xuất chiêu thứ hai là Tặc Thiên Manh Nhãn. Kiếm thuật ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của người kiếm sĩ, nên lúc này ánh mắt của Tử Khuê tràn ngập sát khí, đôi môi miếm chặt khiến nét mặt trở nên tàn nhẫn ác độc. Chung Thiên Tôn hoảng vía bỏ chạy la bài bãi: Thụy Nhi, mau ra đây, cái tên tiểu tử này nó nổi điên rồi. Từ trong hang, một nữ nhân áo hồng lao vút ra chặn đường của Tử Khuê lại, mỉm cười: Xin đạo huynh bớt cơn thịnh nộ, tiểu muội là Tống Thụy đây, việc gia sư ăn thịt người chỉ là trò đùa thôi. Trong lúc Tử Khuê còn bàng hoàng ngơ ngác thì Chung Thiên Tôn đã quay lại, đưa cho chàng xem cái cẳng tay người mà lão đã quăng đi lúc nãy. Chấn Ninh Tĩnh cười khanh khách nói: Nó bằng gỗ ngô đồng đó, cái đồ điên, còn máu ở trên miệng là áo của bần đạo, là mực son. Tử Khuê hiểu ra, ngượng ngùng ấp úng nói: Nhưng mà sao tiền bối lại bày cái trò chọc ghẹo vãn bối để làm gì? Thiên Tôn vỗ vai của chàng, nhèo mắt tình quái: Phải khích cho ngươi bừng lửa giận thì bần đạo mới có thể biết được chân bản lĩnh của người chứ. Cuối thượng tuần tháng 4, Tử Khuê và Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy đã rời khỏi La Sơn. Trong hơn tháng qua, Chung Thiên Tôn ra sức tài bồi kiếm thuật cho Tử Khuê. Khác với Vu Mộc Chân Nhân, sở trường của Trần Ninh Tĩnh là nghề đánh kiếm. Ông luyện kiếm đã gần 80 năm, tiến đến cảnh giới thượng thừa của kiếm đạo. Có thể nói rằng Vu Mộc Chân Nhân là ma quyền thuật, còn Chung Thiên Tôn chính thị là bậc kiếm vương. Ông không dạy Tử Khuê chiêu kiếm, mà chỉ giảng giải về cái thần khí của kiếm thuật, tức là lẽ biến hóa. Yếu quyết này cực kỳ vi diệu, cao siêu, chỉ những bậc cao trí tuệ, bẩm sinh ngộ tính thượng đẳng mới có thể hiểu được. Chung Thiên Tôn đã sớm thu Tống Thụy làm đệ tử và truyền thụ yếu quyết này, nhưng tiếc thay nàng chỉ thuộc hàng tiểu thông minh nên không thể tiếp thu được. Này thấy Tử Khuê dễ dàng hiểu thấu những điều mà mình mù tịch thì Tống Thụy vô cùng thán phục. Và vì nàng là một nữ nhân mang bản chất của nam nhi nên không hề ganh ghét đố kỵ. Được thụ giáo bậc kỳ nhân, Tử Khuê vô cùng phấn khởi, vui vẻ gánh vác sứ mạng mà Chung Thiên Tôn giao cho. Chàng sẽ phải so tài với hai truyền nhân của Bắc Thiên Tôn và Nam Thiên Tôn vào ngày rằm tháng 10 sang năm. Tử Khuê đã có sư phụ nên không thể gọi Chung Thiên Tôn là thầy. Chàng bèn lạy chính lạy, xưng nghĩa tử. Với danh phận ấy, chàng mới được quyền đại diện cho Trần Ninh Tĩnh. Mối duyên phụ tử này do Tử Khuê tự nguyện đề xuất, vì Chung Thiên Tôn đã có ý định bỏ cuộc phó ước giữa tam tôn. Ông là bậc chân nhân đạt đạo, chẳng còn xem trọng hư danh nữa. Ông dạy kiếm đạo thượng thừa cho Tử Khuê là vì không muốn tầm huyết một đời bị mai một thất truyền. Nhưng khi tình cờ nghe Tống Thụy kể lại cái hẹn rằm tháng 10, Tử Khuê cho rằng mình có nghĩa vụ phải thành toàn ý nguyện nho nhỏ ấy để đáp đền ơn truyền tuyệt học. Chung Thiên Tôn rất ngạc nhiên và vô cùng cao hứng khi cuối đời đã có được một đứa con nuôi thông tuệ, khôi ngô, cốt cách anh hùng cái thế. Lúc này Tử Khuê mới khai rõ lai lịch, tính cách, tuổi tác thực. Thời gian qua Thiên Tôn không hỏi nên chàng không có dịp nói ra. Và khi Tử Khuê định gọi Tống Thụy là sư tỷ thì Trần lão không cho. Ông cười mát nói: "Người đúng là một tên ngốc tử. Ta lớn hơn cái lão Tống Nhiên mấy chục tuổi thì người phải ở vai anh mới hợp đạo lý. Hay là nữ nhân chẳng bao giờ muốn được gọi bằng chị, nghe già nua lắm. Cứ để Thụy Nhi xưng tuổi muội như cũ là được rồi." Rồi lão nhèo mắt hỏi Thiết Đảm Hồng Nhan: "Sư phụ quyết định như vậy có đúng ý của con không?" Tống Thụy cố tỏ vẻ thản nhiên, song ánh mắt không giấu được nỗi thẹn thùng. Nàng giả vờ hờ hững đáp xuôi: "Đồ nhi đã quen phận làm em, chẳng cần phải thay đổi nữa." Và nàng ôm quyền vái: "Tiểu muội vui mừng có được một vị sư huynh như là Quách công tử đây." Tử Khuê lúng túng đáp lễ: "Ngu huynh trẻ người non dạ, quả là không xứng làm anh. Nhưng oan gia đã dạy như thế thì mong rằng sư muội đừng buồn. Sau này ngu huynh còn phải học hỏi sư muội rất nhiều." Tống Thụy chưa kịp nói vài lời khiêm tốn thì Chung Thiên Tôn đã cười ha hả cao hứng bảo: "Đúng thế, đúng như thế. Sau này thì Thụy Nhi phải luôn sát cánh với Khuê Nhi mà hành hiệp trượng nghĩa. Giang hồ hung hiểm tuyệt luân, sáo nguyệt khôn lường. Nếu để cho một mình gã vừa ngây thơ vừa xui xẻo đi một mình thì cái lòng già này chẳng yên tâm." Nói xong ông nháy mắt với Tống Thụy, hàm ý là tác duyên cho đôi trẻ. Thiết Đảm Hồng Nhan hiểu ý của ân sư, lòng ngập tràn nỗi xuyến xao và bối rối. Dẫu biết rằng phận nhi nữ là phải xuất giá, nhưng bao năm qua trái tim này vẫn chưa hề rung động trước một người nam nhân nào. Ngay cả đối với Tử Khuê cũng vậy. Sau gần tháng tiếp cận, nàng chỉ thấy mến mà thôi. Phải chăng tình yêu cần có thời gian để đơm hoa kết trái? Nàng mến Tử Khuê hơn bất cứ nam nhân nào đã từng gặp trước đây, nên hy vọng rằng sẽ yêu được chàng. Ý nguyện này xem ra có cơ hội thành thực. Lúc hai người xuống núi thì tình cảm của Tống Thụy dành cho Tử Khuê đã thấm đượm hơn một bậc. Nhưng nếu gọi là yêu thì chưa hẳn. Giờ đây đôi trai gái đồng hành ở trên đường thiên lý, lòng ngổn ngang những cảm giác mơ hồ, chẳng thể xác định được. Trong tình yêu, nam nhân không tinh tế, nhạy cảm bằng nữ nhân. Họ thường hồ đồ, thiếu sáng suốt, chẳng hiểu rõ là lòng mình cũng như là lòng của bạn gái. Có nhiều chàng trai ngốc đến nỗi khi mất nhau rồi mới biết mình đã yêu tha thiết. Nhưng tục ngữ có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng ta cứ để thời gian và hoàn cảnh làm công việc của mình. Giờ chúng ta sẽ bám theo đôi nam thanh nữ tú ấy trên con đường ngàn dặm từ La Sơn đến Nghiệp Thành. Trước tiên, họ đã phải qua Tính Dương ở phía tây La Sơn, sau đó đi chết về hướng Tây Bắc để đến Nam Dương, và từ Nam Dương họ sẽ thẳng tiến về Đốc Nghiệp. Cuối tháng 4, Tử Khuê và Tống Thụy có mặt ở trong thành Nam Dương, ghé vào Bạch Hà Đại Tửu Lâu để dùng bữa trưa. Sông Bạch Hà chảy qua mạn hướng Đông Thành, là một bộ phận gắn liền với Nam Dương, nên tên của nó được nhiễu lâu quán ưa chuộng. Đối diện Bạch Hà Đại Tửu Lâu còn có Bạch Hà Đại Lữ Điếm, Bạch Hà Lạp Vị Gia. Ở vùng Hoa Trung, bốn mùa rõ rệt, hạ về đúng hạn nên nắng vàng chói chang và hoa lựu nở ở khắp nơi, rực rỡ ánh hồng. Tầng trệt của Bạch Hà Đại Tửu Lâu đông nghẹt thực khách, vì dưới này mát mẻ hơn ở trên lầu. Và người ta có thể vừa ăn nhậu, vừa ngắm cảnh vườn hoa xung quanh qua những khung cửa sổ rộng lớn. Trưa nay, trong tầng dưới của tửu lâu có khá đông khách võ lâm. chứng tỏ rằng Nam Dương đã xảy ra một biến cố lớn hoặc là một đám gì đó. Người Trung Hoa rất là hào sảng, rộng rãi và thích ồn ào. Dẫu đám ma, đám cưới, đám dỗ, đám thượng thọ, họ cũng cố tổ chức ăn nhậu và mời mọc khắp nơi, tuy không có một chút dây mờ rễ má hoặc sơ giao nào. Người được mời không thể không đi, và sau này có dịp thì mời lại. Kết quả là mỗi năm họ phải đi dự hàng chục, hàng trăm đám tiệc, vừa tốn kém ngân lượng vừa mất thời gian. Giàu thì không sao, chỉ tội cho những người nghèo mà có chút thành danh ở địa phương, văn võ gì cũng như vậy hết. Nhiều khi vợ con đói meo mà một vị tú tài hay là ngài đại hiệp nào đó phải cầm cố, vay mượn để có tiền đi đám. Tử Khuê và Tống Thụy vào đến một bàn trống cạnh tường đông, lột nón rộng vành và an tọa. Lúc này bọn hào khách ở trong quán mới nhận ra Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy. Có nhiều người quen biết nàng, khắp khởi mừng, song không vội hô hoáng. Họ khá là bỡ ngỡ khi thấy nàng nữ liều mạng kia lại đồng hành với một hán tử râu ria ai võ, thân thể cao to. Tống Thụy tính tình cởi mở, quảng giao, nhưng mà ít khi đi chung với nam nhân. Nhưng có một kẻ hoặc đã hơi say, hoặc là vì quá ái mộ Thiết Đảm Hồng Nhan nên không thể nén lòng, lập tức đứng lên bước đến chào hỏi. Đây là một nam nhân tuổi độ 27-28, người mảnh khảnh, tầm vóc trung bình, mặc trường bào gấm màu nâu, hồng thì mang kiếm, tay cầm quạt lụa. Trông thì ra dáng một kẻ xuất thân kim ốc. Dung mạo khá là anh tuấn, dù cầm thì hơi lém và mắt hơi lớn, điểm một chút nữ tính. Gã là kẻ có thanh danh chốn võ lâm nên phong thái không khỏi có phần tự mãn. Lư Công Đáng là ái tử duy nhất của Lư Tài Thần đất Dụ Châu, nằm ở giữa Nam Dương và Nghiệp Thành. Gã còn là đệ tử tục gia ưu tú nhất của phái Hoa Sơn, võ nghệ cao cường, 20 tuổi đã nổi danh Tây Nhạc kiếm phái. Với cao thủ lớp trẻ đương đại có 5 người xuất sắc, được giang hồ gọi là võ lâm ngũ tú. Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đáng ở trong số ấy. Ngũ tú gồm có Võ Đường Thần Kiếm Mộ Duy Lộ, Nga Mi Nhất Kiếm Lạc Y Thường, Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đáng, Đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Thái Vân và Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương. Cách xếp đặt thứ tự trên chẳng phải là dựa vào bản lĩnh võ công. Những người này lại chưa hề tỉ thí với nhau. Trở lại với Lư Công Đáng, ta sẽ thấy gã hớn hở ôm quyền thi lễ, ngọt ngào nói với Thiết Đảm Hồng Nương: Tống cô nương, đã hơn năm trời cách biệt, lòng tại hạ xiết bao nhung nhớ. Nay tình cờ được tái ngộ cố nhân, Lư mổ cao hứng phi thường. Các huynh đệ Hà Nam cũng nóng lòng muốn được cùng với Thiết Đảm Hồng Nương uống chén tương phùng, nên cử tại hạ qua đây mời Tống cô nương và vị đại huynh này sang bàn bên. Rồi gã vái Tử Khuê tươi cười bảo: Tiểu đệ là Lư Công Đáng, bằng hữu của Tống nữ hiệp, xin đại huynh chớ ngại. Tử Khuê bị bộ râu rậm rì làm cho già đi, nên dung mạo trông như đã gần 30. Do đó Lư Công Đáng mới gọi chàng là anh và xưng tiểu đệ. Việc này khiến cho Tử Khuê rất là ngượng ngùng, lúng túng đáp: Tại hạ là họ hàng, tên là Thiếu Lăng, xin cảm tạ Lư thiếu hiệp đã có lời mời mọc, nhưng mà việc này... Chàng chưa dứt thì Tống Thụy đã xen vào. Nàng ôn tồn bảo họ Lư: Lư huynh cứ về bàn trước đi, tiểu muội ăn vài chén với hàng sư huynh xong thì sẽ sang cùng với chư vị đói ẩm. Đói bụng thì uống rượu sẽ mau say. Lư Công Đáng lộ vẻ kinh ngạc: Ấy, té ra Hạng đại huynh đây là sư ca của cô nương đấy sao? Lư mổ thật là thất lễ. Gã đi rồi, Tử Khuê dịu giọng nói với Tống Thụy: Sư muội không cần phải ăn chung với ta đâu, cưới sang với bọn họ đi. Và chàng mỉm cười. Sư muội chớ nên phụ lòng ưu ái của Lư công tử, ta đoán rằng gã đã say mê muội từ lâu rồi. Tuy làm ra vẻ thản nhiên, song trong thâm tâm của Tử Khuê lại rối bời một cảm giác khó gọi tên. Chàng thầm mong Thiết Đảm cô nương sẽ không sang với Tây Nhạc kiếm khách, mà ở lại với mình. Tống Thụy nhìn sâu vào mắt của chàng, điềm đạm nói: Cố gì tái hội, tất phải uống vài chén tương ngộ, hơn nữa bọn họ hầu hết đều quen biết với tiểu muội, chứ chẳng phải là mình Lư Công Đáng. Nhưng nếu sư huynh không muốn dồn bàn với họ, thì tiểu muội cũng đành chờ dịp khác vậy. Tử Khuê nghe câu nói tế nhị hợp tình hợp lý ấy thì đâm ra hổ thẹn, chàng tự trách mình. Bậc trượng phu sao lại có thể hẹp hòi như thế chứ? Dẫu ta và Tống tiểu thư đã là một đôi tình lữ thì cũng không thể cấm nàng vui vẻ với bạn bè, huống hồ song phương chẳng có một mối dây luyến ái. Nghĩ đến như thế thì lòng chàng thanh thản lại, cười rất tươi. Ta cũng muốn cùng với sư muội sang đấy cho vui, song chỉ sợ làm cho họ mất tự nhiên. Tống Thụy rất hài lòng, dịu dàng nói: Bọn họ đều hào sảng, khoáng đạt, hảo tủ, tất sẽ rất vui khi có mặt của sư huynh. Chúng ta đi thôi. Hai người thu nhặt tay nải và nón che, bước về phía khu vực trung tâm của tử quán, nơi bọn Lư Công Đáng đã bày tiệc mời. Bàn bát tiên thường có mặt hình vuông, chân hơi cong, nhưng ở các lầu quán, bốn chân bàn được làm rất thẳng, để khi cần có thể ghép nhiều bàn lại với nhau. Giờ đây, 6 chiếc bàn đã kề vai sát cánh, thừa chỗ cho 20 người ngồi quanh. Chén đũa, thức ăn, thức uống đều đã dọn lên, nghi ngút khói và thơm ngậy. Bọn Lư Công Đáng hân hoan đứng dậy đón chào cố hữu. Thiết Đảm Hồng Nhan là bậc anh hùng ở trong giới quần thoa, tính tình cương nghị, sảng khoái như là đàn ông, nhưng ngôn từ cử chỉ lại chẳng kém phần thùy mị, tinh tế. Về nhan sắc thì Tống Thụy xứng danh là mỹ nữ, mắt bồ câu đen lầy lấy, mũi dọc dừa thẳng tắp, môi anh đào mỏng, có đường viền gọn ghẽ. Bình thường gương mặt trái xoan kiều diễm ấy hơi phảng phất nét buồn, nhưng khi nàng cười thì dung nhan rực rỡ khác thường và làm say đắm cho lòng người. Răng của nàng không đều, có một hai chiếc răng khểnh, song chẳng hiểu sao những nụ cười hồn nhiên kia lại có nội lực mê hồn đến như thế. Cho nên không chỉ Lư Công Đáng mà khá nhiều nam nhân hiện diện ái mộ Tống Thụy. Sau một thời gian tiếp cận họ thì đều thất vọng, bỏ cuộc, vì hiểu rằng trái tim của nàng xa lạ với tình yêu nam nữ. Nàng chỉ xem bọn họ như những hảo bằng hữu ở trên chốn giang hồ, có thể cùng nhau hàn huyên, uống rượu giải khuây, hoặc là sánh vai đối phó với kẻ thù nào đó. Tuy từ bỏ ước mơ dai ngẫu, song những người ấy rất vui khi gặp được Tống Thụy. Họ hân hoan cười nói, đón chào và bắt cố nhân phải cạn chén trùng phùng. Tủ lượng của Tống Thụy khá cao, dẫu uống nhiều, mặt hoa cũng chỉ phớt hồng chứ không đỏ rực. Nhưng dầu sao, nàng cũng là nữ nhân, được bọn đàn ông khoan nhượng không ép uống. Riêng đối với Tử Khuê thì khác, chàng phải cạn liên tiếp 18 chung với những kẻ mới quen này. Uống xong, sắc mặt của Tử Khuê chỉ hơi tái đi và vẫn hoàn toàn tỉnh táo, khiến cho bọn hào khách của Hà Nam phục lăng. Trong bàn ăn nhậu, kẻ có tu lượng càng cao cường, phong thái trầm tĩnh, thư thái, vui vẻ, rất dễ tạo được hảo cảm. Vì vậy dẫu Tử Khuê chỉ mỉm cười và nốc rượu mà vẫn được mến mộ. Chàng thật lòng cao hứng khi tham gia bữa tiệc này chứ không hề gượng ép. Điều ấy đã khiến cho Tống Thụy rất là vui, nhìn chàng với ánh mắt cảm kích. Nếu chàng khách sáo hoặc ngượng ngùng thì nàng sẽ mất mặt với bạn bè cũ. Sau vài tuần rượu, Thiết Đảm Hồng Nhan dò hỏi: Lư huynh, vì sao chư vị lại tề tụ ở đây đông đủ như thế? Lư Công Đáng nhướng mày, làm ra vẻ quan trọng. Thụy muội không biết gì sao? Tại phủ Nam Dương sắp xảy ra chiến cuộc khốc liệt để giành vật chi bảo của Võ Lâm là một cây Diêm Vương Quỷ Kỳ. Vật ấy hiện ở trong tay của một thổ hào đất Bảo Bình, cách Nam Dương 20 dặm về phía Tây. Thiết Đảm Hồng Nhan, câu đôi mày liễu chẳng hề được tỉa tót tô vẽ mà vẫn xanh đen, hỏi lại: Lư huynh, cây Diêm Vương Quỷ Kỳ đó quý giá ở chỗ nào? Lư Công Đáng đắc ý kể lễ: Theo truyền thuyết của Võ Lâm, thì vào thời đầu của Nam Tống, cách này hơn 300 năm, giang hồ đã xuất hiện một đại ác ma, là Quỷ Chân Nhân Đơn Ngạn Hòa. Lão ta chỉ có 10 đệ tử, nhưng đã trở thành tai họa khủng khiếp nhất của Võ Lâm và bách tính này. Quỷ Chân Nhân đã đánh cướp hàng trăm nhà đại phú ở cả hai vùng lãnh thổ Nam Tống và nước Kim. Số nạn nhân của lão lên đến hàng ngàn, cả dân thường lẫn cả khách giang hồ và quan quân. Quỷ nhân có thể hoành hành bá đạo như vậy là nhờ có cái cây Diêm Vương Quỷ Kỳ. Cái cờ này ban đêm xài khiến được âm binh, tạo ra những luồng quái phong làm tê liệt bất cứ ai chạm phải. Ban ngày thì tác dụng kém hơn, quái phong chỉ công hiệu ở trong bán kính hơn trượng. Song như thế thì cũng quá đủ để cho Quỷ Chân Nhân Đơn Ngạn Hòa này thành kẻ bất bại. Cuối cùng thì tổ sư phái toàn chân là Vương Trùng Dương đã lan tin khắp giang hồ, khiêu chiến với Quỷ Chân Nhân này. Vương tổ sư đã chấp nhận so tài vào cả ban đêm luôn, lúc Diêm Vương Quỷ Kỵ có uy lực cao nhất đó. Quỷ Chân Nhân đã giận lời vì cho rằng Vương Trùng Dương chẳng thể nào mà hơn được Phật Như Lai. Lão đã từng đánh cướp tàn kinh cát của chùa Thiếu Lâm mà Phật tổ vẫn lặng thinh, chẳng làm được gì. Nhưng để chắc ăn thì Quỷ Chân Nhân đã chọn giờ hợi, đêm rằm tháng 7, đêm của vong hồn. Còn địa điểm là bãi đất hoang, cạnh bờ sông Bạch Hà, cách thành Nam Dương này hơn 10 dặm về hướng Bắc. Đêm ấy thì trước sự chứng kiến của mấy người, Quỷ Chân Nhân vũ lộng Quỷ Kỳ, tạo nên một luồng quái phong mãnh liệt, chập chờn ngàn bóng u linh ghê rợn, làm cho bụi bay mịt mờ. Nào ngờ Vương tổ sư thản nhiên xông thẳng qua cái trận bão mà đó, chỉ một chiều kiếm đã đâm thủng tâm thất của họ Đơn kia. Tuy chúng đòn chí mạng như thế mà Quỷ Chân Nhân vẫn còn đủ sức để tung mình xuống sông Bạch Hà mất dạng luôn, mang theo cả Diêm Vương Quỷ Kỳ kia. Nhưng sau đó thì lão không hề xuất hiện nữa, nên mọi người đã đoán rằng Đơn Ngạn Hòa đã chết. Nghe xong, Thiết Đảm Hồng Nhan mỉm cười khen ngợi: Lư huynh quả là người uyên bác và có tài kể chuyện, được mỹ nhân tán dương. Tay nhạc kiếm khách cực kỳ khoan khoái, hai cánh mũi phập phồng nở lớn. Gã hắn giọng nói tiếp: Tống hiền muội có biết không, ngay cả việc tái xuất của Diêm Vương Quỷ Kỳ cũng rất là éo le lý thú. Số là thổ hào đất Bảo Bình kia, tên gọi là Kỷ Tổng Thư, tuổi độ 67. Lão ta quê quán ở Tứ Xuyên, 12 năm trước đã đến Bảo Bình sang lại hơn ngàn mẫu cây ăn quả, sống đời nhàn hạ sung túc. Kỷ lão xính văn chương, thường đến Chích Tiên Lâu ở cửa Tây của thành Nam Dương để ngâm vịnh. Gia phụ cũng có thú ấy, nên hai người đã trở thành bằng hữu. Ngu huynh thì thường theo phụ thân đến chơi ở Kỷ Gia Trang, nên mới biết được Kỷ Tổng Thư rất là giỏi võ. Ông ta lại vốn là đệ tử tục gia của phái Thanh Thành. Kỷ đại thúc đã dạy dỗ, huấn luyện 300 tráng đinh ở trong Trang Thành, những tài kiêu dũng, giỏi cả kiếm lẫn cung. Ông ta thì cũng truyền cho ngu huynh vài trăm chiêu kiếm thì rất là tuyệt diệu. Kỷ đại thúc không có con trai, nên 2 năm trước nạp một người tiểu thiếp tuổi mới 25, tên gọi là Lâm Cổ Hoàng. Nào ngờ Lâm thị là người phóng đãng lẳng lơ, âm thầm thông dâm với một tên đệ tử của Kỷ đại thúc. Đầu xuân năm nay thì Lâm Cổ Hoàng đã cùng với tên đốn mạc đó lấy trộm 3.000 lượng vàng rồi trốn đi. biết rằng Kỷ Đại Thúc sẽ không bỏ qua, truy đuổi đến cùng, nên Lâm Cổ Hoàng và gã Đinh Văn Kiệt đã rêu rao suốt đường đi rằng Diêm Vương Quỷ Kỳ kia đang ở Kỷ Gia Trang, họ muốn Kỷ Tổng Thư phải chết. Thế là cả võ lâm đã chấn động, ung ung kéo nhau về Bảo Bình. May thay là Tống binh của thành Nam Dương Từ Hậu lại là bạn thi văn với Kỷ Đại Thúc và gia phụ, nên đã mang ngàn quân đến bảo vệ cho Kỷ Gia Trang. Khi nhận được lời cầu cứu của bạn già, do đó suốt nửa tháng nay Kỷ Gia Trang vẫn bình yên. Nhưng mà thiên hạ lại vẫn đồn rằng minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn đang ở trên đường đến Bảo Bình. Với cường vị của mình, lão có quyền thu hồi cái vật đó để gieo tai họa cho giang hồ và bách tính. Tống Thụy ngắt lời gã. Nếu như thế thì sự việc sẽ diễn ra suôn sẻ, làm gì có đánh nhau mà Lư huynh bảo rằng khốc liệt chứ. Lư Công Đáng khoan đáp, nâng chén rượu mời cả bạn uống cạn rồi sau đó mới lên giọng. Ngô huynh chẳng hề dám phóng đại. Hiện nay uy quyền của Âu Dương Mẫn đã giảm sút rất nhiều. Từ cuối năm ngoái, giới giang hồ đã rỉ tai một chuyện động trời, rằng Âu Dương Mẫn chính là cái tên ác ma Huyết Mai Hội hồi năm xưa. Tin này lan nhanh như gió, tới cả tai của đô sát viện ở Bắc Kinh. Thế là triều đình ra lệnh cho Tam Ti Hà Nam điều tra sự việc và tước bớt quyền hành của Âu Dương Mẫn. Lão ta vẫn là minh chủ võ lâm, nhưng không còn quyền huy động nhân thủ hoặc là can thiệp vào nội bộ của các phái. Tuy nhiên thì cũng chẳng ai thèm đóng góp cho ngân quỹ của tổng đàn như trước nữa. Không những thế, có hai bang hội mới thành lập mà chẳng cần xin phép của minh chủ, và cái tên của họ cũng hàm ý khiêu khích Âu Dương Mẫn. Cái phái thứ nhất là Chiếc Mai Bang ở núi Lĩnh Sơn, vùng đất cực Tây của Hà Nam, giáp với Thiểm Tây. Phái thứ hai thì là Bích Huyết Bang ở huyện Tần Thái, cách đây chừng 200 dặm về phía đông. Với cái vị trí như thế, vô hình chung hai bang ấy lại muốn cùng với Âu Dương Mẫn tạo thành thế ba chân vạc ở trên đất của Hà Nam, tầm điểm của võ lâm. Âu Dương Mẫn này rất cay cú, xong lại phải lờ đi vì e ngại những đại nhân vật đang đỡ đầu cho hai bang hội ngạo mạn kia. Hậu thuẫn của Chiếc Mai Bang là Bắc Thiên Tôn Phùng Thịnh Đoan, của Bích Huyết Bang là Nam Thiên Tôn Từ Tôn Chiến. Hiện nay Chiếc Mai Bang cùng với Bích Huyết Bang đều đã kéo lực lượng đến Bảo Bình, tất sẽ không để cho Âu Dương Mẫn đoạt cái cây Diêm Vương Quỷ Kỳ kia đâu. Ngược lại, Âu Dương Mẫn cũng quyết sẽ lấy cho được bảo vật để thực hiện trở thành bá chủ. Bởi như thế, cuộc chiến ở trước mắt sẽ rất là ác liệt, máu xương sẽ chồng chất. Kể xong, Lư Công Đáng lộ sắc lo âu hạ giọng. Ngô huynh nhận lệnh gia phụ đến Quách Gia Trang, khuyên nhủ Kỷ Đại Thúc đừng vì bảo vật mà liên lụy đến thân. Tốt nhất là trao cho Từ tổng binh, hủy hoại Quỷ Kỳ trước mặt của mọi người, giải trừ đi tai họa. Bỗng có tiếng cười trông như là ngọc vỡ, đầy vẻ quyến rũ cắt lên, ai đó nhẹ nhàng mỉa mai. Lư công tử quả là kẻ ngây thơ, sẽ chẳng ai chịu tin cái cây bị hủy kia là thật cả, và khi quan quân rút đi rồi thì Kỷ Gia Trang sẽ thành bình địa. Người nói ra câu chí lý ấy là một nữ lang võ phục vàng nhạt, áo choàng lưng màu tía, đầu đội nón rộng vành có rèm che mặt. Khi nàng lột nón ra, bọn nam nhân hoảng hốt ré lên. Đông Nhạc Tiên Hồ! Lư Công Đáng đứng lên, ngượng ngùng nói, té ra là Dịch cô nương. Mời cô nương an tọa rồi chỉ giáo cho tài hạ giải cứu Kỷ Gia Trang. Đông Nhạc Tiên Hồ mỉm cười, chậm rãi bước đi trong một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người thực khách đều đã nín thở, chố mắt chiêm ngưỡng ả hồ ly núi Thái Sơn. Dịch Thái Vân xinh đẹp phi thường, đẹp đến mức chẳng bút nào tả xiết. Một cái đẹp rất là đàn bà, chứ không pha một chút nam tính như Thiết Đảm Hồng Nhan. Ở nàng, mọi bộ phận đều đã đạt đến mức tuyệt mỹ, có thể hình dung bằng những ẩn dụ như làn thu thủy nét sơn sơn, hoa ghen thua thấm, liễu hận kém xanh. Nhìn nàng, bọn đàn ông lập tức bị quyến rũ, mê muội và khao khát. Có thể là vì gương mặt tiên nga, và cũng có thể vì thân hình thon thả, khiêu gợi của nàng. Dịch Thái Vân ăn mặc kín đáo, chẳng chút hở hang, song tất cả dường như đã lộ ra dưới lớp lụa ống ả bó sát cơ thể. Chiếc áo ấy được may một cách chính xác đến từng ly, tôn vinh vòng eo thon thả, bờ mông tròn trịa và đôi gò bồng đào kiêu sa thấp thoáng nhấp nhô hai núm vú nhỏ nhỏ. Loại phục chàng ấy không che được gì mà chỉ khiến cho đàn ông rần rợn thịt da, mặt nóng bừng vì đồng tình. Đầu đây bỗng khẽ có một tiếng thở dài, những âm thanh của động tác nuốt nước bọt đầy thèm khát. Nhưng có một người mỉm cười, đó là Quách Tử Khuê. Chàng cũng ngất ngây trước nhan sắc khuynh thành của Đông Nhạc Tiên Hồ, song chẳng hề mê muội. Lý do là vì Tử Khuê biết rõ rằng sát thân nóng bỏng kia đã được tạc bằng băng tuyết, rằng Dịch Thái Vân chẳng phải là đàn bà. Cũng như sư phụ là Tái Sơn tiên nữ, Thái Vân đã luyện công phu Thái Âm Tố Nữ Tâm Pháp. Tuyệt học này giúp cho người luyện trẻ trung rất lâu, nhan sắc như tồn tại mãi với thời gian. Nhưng đổi lại, người ấy sẽ đánh mất hoàn toàn những cảm xúc tình dục. Bí mật ấy Tử Khuê biết được là do sự tiết lộ của cụ Hòa Thánh Y, Cổ Sĩ Hoành, trong lần gặp nhau ở Hoàng Hóa. Cổ lão đã từng yêu thương Thái Sơn tiên nữ, cố đem tài hoa đà, biện thước ra để khắc phục khuyết điểm chết người của Thái Âm Tố Nữ Thần Công, nhưng đã thất bại. Ngày ấy, trước lễ thọ của trưởng môn phái Võ Đường, Cổ Sĩ Hoành tình cờ tiết lộ việc Âu Dương Mẫn sai Đông Nhạc Tiên Hồ quyến rũ Võ Đường Thần Kiếm Mộ Duy Lộ để cắp đi thanh Chạm Lư Thần Kiếm, nên đã bảo cho Tử Khuê dùng phép phát huyệt tỏa kinh phá vỡ âm mưu kia. Mộ Duy Lộ mất đi khả năng tình dục, tất sẽ chẳng còn say mê Dịch Thái Vân được nữa. Tử Khuê nhớ lại thủ đoạn quái ác của sư thúc mà không nén nổi cười, và chính nụ cười lạ lùng ấy đã khiến cho Đông Nhạc Tiên Hồ ngạc nhiên thắc mắc. Tại sao tên hán tử râu rậm kia lại nhìn mình rồi mỉm cười, cứ như phát hiện ra một vết lọ nồi khôi hài ở trên mặt này? Là ánh mắt của chàng ta cũng biểu hiện rõ vẻ giễu cợt thích thú. Nàng chẳng có khả năng cảm nhận khoái lạc sát thịt với nam nhân, nhưng vẫn là một người đàn bà say mê tôn thờ nhan sắc của chính mình. Do đó, Dịch Thái Vân không chịu nổi thái độ kỳ quặc khó hiểu của Tử Khuê, liền rảo bước đến hậm hực hỏi: "Dám hỏi vì sao tại hạ lại cười cợt bổn cô nương?" Tử Khuê đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Thiết Đảm Hồng Nhan đứng phắt dậy lạnh lùng bảo: "Cười thì đã sao? Chẳng lẽ gặp nàng bọn ta phải khóc ư?" Cái câu rừng không hai cọp cũng có nghĩa là ở cùng một chỗ chẳng nên có hai người đàn bà đẹp. Sự đố kỵ về nhan sắc đã ăn sâu vào máu của nữ nhân, được giấu kín nhờ trí tuệ và nhân phẩm của mỗi người. Những khi có cơ hội thì cái bản năng ấy lại bùng nổ rất dữ dội. Rõ ràng là vẻ đẹp lồ lộ, đầy ma lực của Đông Nhạc Tiên Hồ đã lấn áp nét hấp dẫn kín đáo của Thiết Đảm Hồng Nhan, khiến cho Tống Thụy hơi buồn ở trong dạ. Nàng thầm chán ngán đám nam nhân háo sắc ở chung quanh. Này Tử Khuê không giống họ, lại còn chọc giận con trồn cái lẳng lơ kia, làm cho nàng thấy lòng được an ủi. Và khi nghe Dịch Thái Vân dám hách tách kẻ chi âm, chi kỷ duy nhất của mình, thì Tống Thụy liền nổi tam bành. Đông Nhạc Tiên Hồ giật mình nhìn Tống Thụy rồi cười yêu mị: "Ha, phải chăng nàng là Thiết Đảm Hồng Nhan, nữ nhân đất Nam Dương?" Ngoài Tống Nữ Hiệp ra thì chẳng có nữ nhân nào vừa đẹp vừa nóng tánh như thế này. Câu khen ngợi khéo léo này đã dập bớt lửa giận ở trong lòng của Tống Thụy. Nàng hờ hững đáp: "Không dám, không dám, bổn cô nương làm sao sánh được với Đông Nhạc Tiên Hồ." Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đáng nhăn nhó giảng hòa: Xin nhị vị nể mặt Lư mổ mà dĩ hòa vi quý, song phương đều là chỗ thầm giao, nếu xảy ra hiểm khích thì Lư mổ sẽ rất khó xử. Dịch Thái Vân tươi cười như hoa, trấn an họ Lư. Lư huynh cứ yên tâm, tiểu muội chẳng dạy gì chọc giận Thiết Đảm Hồng Nhan. Nàng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế trống ở bên cạnh Lư Công Đáng, đối diện với Tử Khuê và Tống Thụy. Sau màn giới thiệu tính cách, Thái Vân cạn chán với cả bàn, rồi tủm tỉm hỏi Tử Khuê. Hàng đại ca, tướng mạo oai phong, song chẳng thiếu phần văn nhã, chắc cũng là bậc tao nhân mặt khách. Liệu đại ca có thể chỗ tại Phùng Châu Nhã Ngọc, bình phẩm một chút nhan sắc hèn mọn này của tiểu muội hay không? Rõ ràng là ả hồ ly vẫn còn ấm ức, nên tìm cách chơi chát Tử Khuê. Tải Vân cho rằng, một cái gã to con thô kệch, mặt đầy râu ria như thế kia chẳng làm nổi một câu thơ, và giả như chàng có làm được thì ả cũng thừa sức bắt bẻ, chê bai khiến cho chàng phải bẻ mặt. Lư Công Đáng quá là rõ thầm ý của Đồng Nhạc Tiên Hồ, liền bác ngay. Dịch cô nương, chớ bày trò làm khó cho người ta. Hàng đại ca đây là bậc anh hùng cái thế, chỉ quen với kiếm cung, đâu phải là một gã mọt sách. Nào ngờ Tử Khuê lại ứng tiếng. Không sao đâu Lư công tử, tại hạ tuy dốt, song cũng đã tập tễnh làm thơ. Này có dịp để khoe tài với mỹ nhân, tại hạ chẳng thể bỏ lỡ được. Họ Lư thở dài, thầm lo lắng rằng lát nữa đây con cọp cái Thiết Đảm Hồng Nhan sẽ chẳng tha cho Đông Nhạc Tiên Hồ. Dù Tống Thị không có tên ở trong hàng ngũ sao sáng của võ lâm, nhưng võ công cũng chẳng kém. Và với đấu pháp liều lĩnh, đáng sợ của nàng thì Dịch Thái Vân thua là cái chắc. Tiên Hồ xem trọng nhan sắc nên sợ thương tích, dũng khí đâu mà chống chọi với một đối thủ không sợ chết. Lúc này Tử Khuê đã hắn giọng ngâm nga, mắt nhìn thẳng vào mặt của Thái Vân. Hiềm huy vạn diễm vô năng noãn, mỹ nữ thiên hương bất khả sang. Tạm dịch là ảnh trăng dẫu sáng không làm ấm, gái đẹp dù xinh chẳng thể ăn. Bọn nam nhân vỗ tay tán thưởng hai câu thơ dí dỏm ngộ nghĩnh. Họ không để ý rằng gương mặt đẹp của Đông Nhạc Tiên Hồ giờ đây tái xanh như là tàu lá, và ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ hoang mang sợ hãi. Nàng không ngờ cái gã râu rậm chết tôi kia lại biết rõ bí mật của mình. Hiềm huy tức là chỉ thái âm, còn mỹ nữ cũng chính là tố nữ. Lời thơ còn hàm ý rằng gã biết nàng lãnh cảm, không thể sưởi ấm và làm thỏa lòng người đàn ông được. Nhưng đồng thời, Thái Vân lại nhận thấy sắc diện cùng với nhãn thần của đối phương rất hiền hòa, chẳng có chút gì gọi là cây độc mỉa mai. Vậy phải chăng Hạng Thiếu Lăng chỉ là tình cờ sáng tác hai câu thơ ấy, chứ không hề biết rằng đang luyện thái âm tố nữ thần công? Trong tâm trạng rối bời, nửa tin nửa ngờ, Thái Vân chẳng còn lòng dạ nào mà bắt bẻ nữa, gượng gạo vỗ tay khen hay và cảm ơn Tử Khuê. Lư Công Đáng mừng hớn hở, dõng dạc mời cạn chén và nói lãng sang chuyện khác. Gã thật sự đã yêu thương Thiết Đảm Hồng Nhan, song cũng chẳng hờ hững với Đông Nhạc Tiên Hồ. Gã có quyền mộng mơ đến cả hai, vì họ đều ở ngoài tầm tay, nhưng ai chịu bán bổ một chút ân tình nào chứ? Qua giờ ngọ, Tây Nhạc kiếm khách đưa cả đám rời khỏi Nam Dương, đi đến Kỷ Gia Trang ở đất Bảo Bình. Dọc đường, Lư Công Đáng giống ngựa sánh đôi với Tống Thụy, vì Dịch Thái Vân đã cặp kè với Tử Khuê. Đồng Nhạc Tiên Hồ chẳng yên tâm, quyết tiếp cận gã râu rậm họ Hàng để điều tra thực hư. Nếu đúng là Hàng Thiếu Lăng đã nắm được nhược điểm của nàng thì gã phải chết. Thái Vân không hề nghĩ đến Cửu Hoa chân nhân Cổ Sĩ Hoành, vì Thái Sơn Tiên Nương, sư phụ của nàng, chưa bao giờ nhắc lại cuộc tình vô vọng cũ. Muốn cho một nam nhân cung cấp tin tức, bộc lộ tâm can thì chẳng có cách nào khác tốt hơn là dùng mỹ nhân kế. Phương pháp này đã được sử dụng nhiều năm mà vẫn luôn công hiệu. và Đông Nhạc Tiên Hồ lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dẫu Hằng Nga, Tây Thi tái sinh thì cũng không thể qua nổi. Do đó, Dịch Thái Vân rất là tự tin đem hết bản lĩnh quyến rũ đàn ông ra để chinh phục Tử Khuê. Đầu mày, cúi mắt, giọng nói, tiếng cười, tất cả đều hấp dẫn phi thường, có thể lung lạc ngay một bậc cao tăng đắc đạo. Nhưng khổ nổi, Tử Khuê lại hiểu quá rõ cái bản chất thực của mỹ nhân, nên nhận ra những biểu hiện bên ngoài ngọt ngào, kiêu mỹ kia đều là giả dối. Nhờ vậy chàng không bị mê muội, thản nhiên và tỉnh táo đối đáp. Thật ra Tử Khuê cũng có đôi chút xuyến sao, ráo rực trước nhan sắc khuynh thành của Thái Vân. Mấy tháng qua, chàng đã ngã mặn lại ăn toàn cao lương mỹ vị đầy chất bổ, nên dục tính rất vượng. Vả lại ấn tượng của giấc mơ ái nữ của nữ hầu tước Trình Thiên Kim luôn ám ảnh, khiến cho chàng hổ thẹn, tự nhủ rằng đến lúc phải lấy vợ. Tuy nhiên khác với Trình Thiên Kim, Tử Khuê không thức ngộ được rằng giấc mơ kia là thật. Việc nam nhân thỉnh thoảng mộng tinh là thường rất bình thường. Nghĩa là Tử Khuê chỉ xem ban chủ Hoàng Phong Bang giống như Thiết Đảm Hồng Nhan, một trong những đối tượng có thể trở thành vợ của mình. Riêng đối với Dịch Thái Vân, Tử Khuê không mơ tưởng đến, chỉ có cảm giác như là người đang thưởng lãm một pho tượng đẹp vô tri vô giác. Rời cửa Tây thành Nam Dương được 6-7 dặm, đoàn người đi xuyên qua một cánh rừng sơn. Loài cây nguyên liệu chính trong ngành sản xuất sơn màu của Trung Hoa cổ. Thình lình khung cảnh tĩnh lặng bị xé toang bởi một chàng cười ghê rợn chói tai, và từ trong rừng hàng trăm gã võ sĩ áo xanh thẫm ùa ra, chặn kín hai đầu của quan đạo, vây chặt lấy bọn của Tử Khuê lại. Vũ khí của chúng là những cây đao lớn, nước thép xanh rờn. Đây là loại đao làm phỏng theo kiểu đao Nhật Bản, dài tổng cộng non nửa trượng, chùi 1,5 xích. Thứ vũ khí này rất là thịnh hành ở trong quân binh từ sâu thời nhà Nguyên. Do chùi đao dài nên người ta có thể cầm bằng hai tay chém người, ngựa ở trong trận chiến ở trên bộ rất là tiện lợi. Lực đạo mạnh mẽ và tầm sát thương khá rộng. Tuy nhiên nó vẫn được xếp vào hàng ngũ đoản binh, vì trường đao dài đến 2/3 trượng và nặng tới 25 cân. Thủ lĩnh của đội quân áo xanh nọ là một lão nhân, thân hình khôi vĩ, mặt đỏ như là son, tóc xõa ngang lưng, râu hùm hàm én rất là oai phong. Tuổi của lão chắc khoảng 70, vì râu tóc đều đã hoa râm. Với tương mạo anh hùng ấy, lão ta chẳng thể là kẻ vô danh được, nên bọn Tây Nhạc kiếm khách nhận ra ngay. Gã vội hạ mã, kính cẩn ôm quyền thi lễ. Tần đại thúc, chặn đầu bọn tiểu điệt là có điều chi dạy bảo? Gã chẳng dám thất lễ, vì biết lão mặt đỏ là bảo chủ Thần Đao Bảo Tần Minh Viên, hùng cứ ở đất Thâm Dương, cách Nam Dương gần 100 dặm về hướng đông. Tần lão có sức khỏe phi thường, đạo pháp tinh thông, được xem là cao thủ số 2 của võ lâm. Thần Đao Bảo chủ chính là người đã cùng với Lư Châu đại hiệp Âu Dương Mẫn đấu trận chung kết giành ngôi minh chủ. Sau gần 1000 chiêu, Âu Dương Mẫn mới thắng nổi Tần Minh Viên. Tổ phụ họ Tần còn là công thần triều Minh, con cháu đời đời tập tước Thần Đao Bá, nên thế lực Thần Đao Bảo cực kỳ hùng mạnh. Ngay cả Âu Dương Mẫn cũng nể mặt, chẳng dám đụng chạm đến. Nhắc lại Tần Minh Viên, nghe Lư Công Đáng hỏi như thế thì cười nhạt đáp. Lão phu đến đây là vì con nha đầu Dịch Thái Vân, các người hãy chuẩn bị lễ vật để mừng đám cưới của Đồng Nhạc Tiên Hồ với khuyển tử Tần Trọng Vĩ. Trừ Tử Khuê ra, bọn Lư Công Đáng gần 20 người đều giật bắn người, thầm thương xót cho Dịch Thái Vân. Thiếu bảo chủ Thần Đao Bảo Tần Trọng Vĩ vốn được thiên hạ gọi bằng cái tên xú danh Đà Bối Ngốc Đao. Tuy vừa gù vừa ngu, nhưng nhờ vào gia thế giàu sang nên cũng lấy được vợ. Nhưng chỉ 2 tháng sau, là vợ của gã chịu đựng hết nổi ôm gối bỏ trốn. Kể từ lúc ấy, chẳng nhà nào còn dám gả gái cho chồng vị nữa. Người ta đồn rằng, đà bối ngốc đau đã mắc bệnh bạo dâm, phải đánh đập, hành hạ người phối ngẫu thì mới thỏa lòng. Vì vậy, người ngoài chỉ giật mình, nhưng Đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Thái Vân thì sợ đến chết khiếp. Nàng cố chấn tĩnh lên tiếng. Sao Tần Bảo Chủ lại có thể hoành hành ngang ngược như vậy được? Bổn cô nương gặp Lệnh Lan chỉ có một lần và chẳng hề muốn làm dâu nhà họ Tần. Bảo Chủ thằng Bảo Đao thản nhiên đáp. Hồi đầu xuân, Vĩ Nhi đã đến y xuyên ngoạn cảnh lòng môn Phật động. Lúc trở về thì y phát bệnh tương tư, nàng đặt đòi cưới cho được người. Chồng Vĩ không ăn không ngủ suốt mấy tháng qua, nên giờ đây tính mạng như là đèn trước gió. Lão phu chỉ có y là kẻ nói giỏi tông đường, nên chẳng thể khoanh tay nhìn con của mình chết thảm và họ Tần phải bị tuyệt tử. Do vậy lão phu bất chấp thủ đoạn, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa ngươi về Thần Đao Bảo để cứu mạng Vĩ Nhi. Nghe giọng lưỡi bá đạo ấy, Đông Nhạc Tiên Hồ càng bội phần lo lắng, đành phải thổ lộ một chút bí mật để giải vây. Nàng nghiêm nghị nói, Tôn giá đã chọn sai đối tượng để hạ hiếp rồi. Bổn cô nương chính thực chính là nghĩa nữ của đường kim minh chủ Võ Lâm, ông mà mạo hiểm đến tính mạng mang họa đấy. Nào ngờ Tần Minh Viên không hề sợ hãi, lại ngửa cổ cười dài. Dịch nha đầu, người đã dám công nhận mối quan hệ ấy thì lão phu càng dễ hành động. Thú thực là lão phu đã mang sính lễ đến tổng đàn Võ Lâm cầu hôn và được lệnh nghĩa phụ chấp thuận rồi. Nếu không thì sao lão phu biết được người sẽ đi đến Bảo Bình mà mai phục chứ? Đông Nhạc Tiên Hồ chết điếng người, không ngờ Âu Dương Mẫn lại bán đứng mình để đổi lấy sự hỗ trợ của Thần Đao Bảo. Sau khi bị triều đình tước bớt quyền hành để điều tra, Âu Dương Mẫn cảm thấy mình thế cô trước sự uy hiếp của hai bang hội mới là Chiếc Mai Bang và Bích Huyết Bang, nên rất cần đến thế lực hùng mạnh của Thần Đao Bảo. Dịch Thái Vân xảo quyệt như chồn, nên mới có danh hiệu là Tiên Hồ. Nàng chẳng can tâm thúc thủ mà cố nghĩ cách thoát thân. Thái Vân làm ra vẻ ung dung nói, dẫu cho tôn giá có sự hậu thuẫn của nghĩa phụ thì cũng đã muộn rồi. Bổn cô nương đã lỡ có vị hôn phu, chẳng thể làm dâu nhà họ Tần. Người ấy cũng đang hiện diện ở đây. Kế sách này của Đông Nhạc Tiên Hộ rất lợi hại, vì dẫu sao thì Tần Minh Viên cũng là kẻ có thành danh cao cả trong Võ Lâm, đồng thời còn là một bá tước, chẳng thể giết người đoạt vợ được. Nếu nàng chưa chồng thì lão có thể mượn Âu Dương Mẫn để làm bình phong, tam tạm muối mặt mời thiên hạ. Lúc này số người hiếu kỳ tụ tập ở chung quanh đã khá đông. Họ cũng đang trên đường đến Bảo Bình, thấy việc lạ nên mừng rỡ xúm lại xem. Thần Đao Bảo Chủ bối rối suy nghĩ, chết tiệt, nếu ả hồ ly này đã thề nguyện chăn sau với tiểu tử Lư Công Đáng thì ta chẳng thể làm gì được. Lư Tài Thần thế lực vươn đến tận kinh sư, không thể đụng vào được. Nhưng vì thương con, Tần Minh Viên bấm bụng chơi trò thấu cấy, quát mắt hăm dọa. Lão phu chưa hề nghe Âu Dương Minh Chủ nhắc đến chàng rể nào, nên xem như không có. Và kẻ nào đã ăn gan hùm mặt gấu, dám đứng ra nhận càng thì lão phu sẽ giết ngay. Rồi lão bất ngờ chỉ mặt tay nhạc kiếm khách Lư Công Đáng mà nạt lớn, có phải là ngươi không? Họ Lư hồn vía lên mây, thảng thốt đáp liền, không phải là vãn bối. Phần vì sợ hãi cái oai của đối phương, phần vì trong lòng vốn nặng tình với Thiết Đảm Hồng Nhan hơn, nên gã đã buộc miệng trả lời như vậy. Nói xong, Công Đáng liếc nhìn Tống Thụy như gửi gắm tâm tình. Nào ngờ Thiết Đảm Hồng Nhan chẳng chút cảm động mà còn cau mày biểu lộ vẻ không hài lòng. Tuy Tống Thụy chẳng ưa Đông Nhạc Tiên Hồ, song rất chán ghét hành vi bá đạo của Thần Đao Bảo. Hơn nữa, cùng là phận gái, nàng không muốn Thái Vân ngọc ná châu chầm ở trong tay của một gã quái vật như là Tần Trọng Vĩ. Thiết Đảm Hồng Nhan thừa cơ chí để hiểu kế sách của Thái Vân. Ngờ đâu Lư Công Đáng vì khiếp nhược mà làm hỏng diệu kế ấy. Vả lại Công Đáng đã có lòng ái mộ Ái Vân, sao giờ có thể vì sợ chết mà bỏ nàng ta? Phần Đông Nhạc Tiên Hồ cũng rất bẽ bàng trước sự phủ nhận màu mắn của gã chết tiệt họ Lư. Xong, nàng thầm hy vọng rằng Tần Minh Viên vì thanh danh mà không dám giết càng, dẫu người nàng chọn lựa là ai cũng như thế. Do đó Thái Vân giả vờ bình thản cười khanh khách: "Tần bảo chủ nhìn lầm người rồi, vị hôn phu của bổn cô nương nào phải kẻ tầm thường như là Tây Nhạc kiếm khách. Để ta giới thiệu người ấy cho lão biết." Nói xong nàng quay lại nhìn đám nam nhân đồng hành, cố tìm nhanh một đối tượng. Khổ thay hầu hết bọn họ đều ngoảnh đi hoặc là cúi mặt, chẳng muốn dính vào. Mặc dù trước đây vài khắc họ luôn nhìn nàng bằng cặp mắt say đắm tôn thờ. Chỉ có chàng rậm râu Hạng Thiếu Lăng là đang thì thầm to nhỏ gì đó với Thiết Đảm Hồng Nhan, và chàng còn mỉm cười nữa. Thực ra lúc ấy Tử Khuê nói với Tống Thụy như thế này: "Tống sư muội, số mạng của ta vốn cực kỳ xui xẻo, thế nào cũng sẽ bị Dịch Thái Vân gọi ra làm thế tử quy. Lúc ấy theo ý sư muội thì ta phải làm sao đây?" Quả y như rằng Đông Nhạc Tiên Hồ cất giọng ngọt ngào gọi: "Hàng đại ca, mời chàng bước ra cùng tiểu muội bái kiến Tần bảo chủ." Giọng của nàng hơi rung vì sợ rằng gã họ Hàng cũng chết nhát như là Lư Công Đáng thì nguy to. Nhưng may thay, Hạng Thiếu Lăng đã xuống ngựa bước đến bên cạnh của nàng, ôm quyền ngượng ngùng nói với Tần Minh Viên: "Vạn bối là Hạng Thiếu Lăng, đã cùng với Dịch cô nương đây đính ước trăm năm. Tần bảo chủ là bậc đại nhân, chắc chắn sẽ nào nỡ rẻ thúy chia loan bọn hậu sinh chứ." Thấy dáng vẻ ngượng ngùng gượng gạo của Tử Khuê, Tần Minh Viên đoán ngay ra ngụy kế của Dịch Thái Vân. Lão thầm suy nghĩ: "Cái gã chết bầm này không sợ chết nên dám bước ra, ta có hù dọa thêm cũng vô ích, phải tìm cách khác mới xong." Tần Minh Viên nghiêm nghị bảo: "Hạng thiếu hiệp, Đông Nhạc Tiên Hồ là một nữ nhân giảo hoạt, xảo trá bậc nhất thế gian. Người chớ vì nhan sắc của ả ta mà tiêu tan một đời hảo hán. Dẫu người có đúng là vị hôn phu của Thái Vân thì trước sau gì cũng sẽ bị ả bỏ rơi. Này lão phu thương ngươi cốt cách anh hùng nên mới cảnh tỉnh như thế. Nếu ngươi chịu nghe lời giáo huấn, từ bỏ Dịch Thái Vân thì lão phu sẽ thưởng cho 3.000 lượng vàng. Bọn Lư Công Đáng bàng hoàng tiếc rẻ, không ngờ chỉ với một chút can đảm mà Hạng Thiếu Lăng lại vớ được một món hời. Té ra Tần Minh Viên chỉ nổi tiếng hù dọa chứ không dám giết người, và còn sẵn sàng đem vàng ra để giải quyết im xuôi." Đông Nhạc Tiên Hồ không nghĩ đến thủ đoạn phi thường này của Tần lão, lòng rất lo sợ Hạng Thiếu Lăng tham vàng mà chối bỏ mình. Trong cơn bối rối, Thái Vân buộc miệng thề độc: "Tướng công chớ tin lời của lão ta, thiếp xin thề có lôi thần chứng giám rằng sẽ suốt đời chung thủy với tướng công. Ngoài chàng ra, thiếp sẽ không nhìn đến nam nhân nào ở trong thiên hạ." Tình cờ khi nàng vừa nói xong, từ xa đã vọng lại tiếng sấm ì ầm, cứ như là lão thiền lời mỏ nhọn biểu hiện sự chứng thực của mình vậy. Thái Vân ghê sợ gã quái thai Tần Trọng Vĩ đến mức mất cả hồn vía, sẵn sàng lấy bất cứ ai trừ gã ta. Tử Khuê nghe lời thề thốt ấy mà hoảng vía than thầm: "Còn bà nó, ả này tuy đẹp nhưng chỉ là tượng đá, chẳng biết yêu đương và cũng chẳng thể sinh con, chắc chắn sẽ khiến cho song thân ta phiền muộn, ta phải lo phần mình trước đã." Chàng gượng cười trả lời Thái Vân: "Dịch hiền muội, nàng đã lập thệ như thế thì ta cũng yên lòng. Có điều rằng tính ta vốn ưa chăn hoa, dự định sẽ lấy đến 3-4 vợ. Liệu nàng có rộng lượng mà thứ tha hay không?" Đang cần nguy cấp, Đông Nhạc Tiên Hộ chẳng còn tâm trí đâu mà cò kè mặt cả. Nàng gật đầu ngay: "Trai anh hùng năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, thiếp quyết chẳng dám ghen tuông." Người ở chung quanh dở khóc dở cười, chẳng hiểu Hạng Thiếu Lăng điên hay tỉnh, đã lấy được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà gã chưa thỏa lòng, còn đòi thêm vài cô vợ nữa. Tử Khuê an bài xong gia sự, yên lòng phúc đáp với Trần Minh Viên. Nay Dịch cô nương đã lập trọng thể như thế, nên vãn bối rất là an tâm cùng với nàng kết duyên. Xin cảm tạ hảo ý của bậc trưởng thượng. Tần bảo chủ biết mình đã thua, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Hình dáng gầy gò thảm hại của đứa con yêu hiện ra khiến cho lão đau lòng khôn xiết. Nghĩ đến cảnh mất con và tuyệt tử, Tần lão phát điên lên, cơ hồ chẳng còn màng đến thành danh nữa. Nhưng Tần Minh Viên là kẻ cơ chí, thức ngộ rằng phe đối phương đang nghĩ đến Kỷ Gia Trang, nơi sẽ là đấu trường đẫm máu, và lão còn có nhiều cơ hội để ám sát Hạng Thiếu Lăng giành lại con dâu. Do chủ ý này mà Tần lão cố nhẫn nại ra hiệu rút quân. Mai phục không còn, bọn Tử Khuê tiếp tục lên đường, nhưng ai nấy lặng lẽ như là đưa đám, chẳng nói tiếng nào. Lư Công Đáng và bọn hào khách Nam Dương thì hổ thẹn, Dịch Thái Vân thì bối rối mà hối hận. Nàng thầm đào mộ cuốc mã của Tần Minh Viên ra mà nguyền rủa, lão ta và đứa con chết tiệt đã xô đẩy nàng vào bước đường cùng, phải chịu lấy họ hàng. Nhưng nàng là thạch nữ, lấy chồng làm gì cơ chứ? Được hơn dặm, đoàn người dừng chân ở quán nước ở bên đường để giải khát. Nhân dịp này, Diệp Tái Vân ấp úng nói với Tử Khuê: "Hạng đại ca, tiểu nữ là một nữ nhân nhiều tai tiếng, chẳng đáng làm kẻ năng khăn sửa túi cho đại ca. Lúc nãy vì ngộ biến tùng quyền mà tiểu muội đã phải mạo muội xưng là vị hôn thê của đại ca. Nay tai họa đã qua, tiểu muội khấu đầu mong đại ca giải trừ lời thệ nguyện ấy. Tiểu muội quyết chẳng để cho đại ca thiệt thòi, xin dâng 1000 lượng vàng gọi là tạ ân cứu mạng." Bọn Thiết Đảm Hồng Nhan hồi hộp dán mắt vào Tử Khuê, chờ xem chàng phúc đáp như thế nào. Trong thâm tâm, họ đoán rằng chàng sẽ không chịu bỏ lỡ cơ hội làm chồng của người đàn bà đẹp nhất võ lâm. Ngờ đâu gã họ hàng tốt phúc kia lại trầm ngâm đáp: "Hôn nhân chẳng thể miễn cưỡng mà có, do đó ta sẵn sàng từ hôn. Tuy nhiên ta sẽ chẳng lấy nàng, mà chỉ yêu cầu nàng thề rằng từ nay không tiếp tay cho Âu Dương Mẫn nữa, và tốt nhất là nàng nên xa lánh cái lão ta để khỏi mang họa sau này." Đông Nhạc Tiên Hồ cũng chẳng giàu có gì, nên mới khuất thân làm nghĩa nữ của Âu Dương Mẫn. Nay không phải mất 1000 lượng vàng thì nàng mừng húm, hớn hở hứa ngay: "Tiểu nữ xin hứa rằng sẽ nghe theo lời dạy của Hàn đại ca." Tử Khuê hài lòng gật đầu tuyên bố: "Ta là Hàn Thiếu Lăng, nay tự nguyện bãi bỏ hôn ước với Dịch Tái Vân cô nương, mong trời xanh và chư vị huynh đệ hiện diện chốn này làm chứng." Đông Nhạc Tiên Hồ cảm động trước tấm lòng rộng rãi, cao cả của đối phương, liền vái dài thành thực đáp: "Ơn đức của đại ca, kiếp sau tiểu muội sẽ đáp đền." Đúng lúc này, mặt đất rung rinh vó ngựa ầm ầm, dồn dập của một đoàn kỵ sĩ đồng đến mấy trăm đang chảy quân qua. Mọi người nhìn ra thì thấy thấp thoáng lá đại kỳ võ lâm đang phần phật tung bay ở trong gió. Dịch Tái Vân mừng rỡ nói: "Mau, nghĩa phụ và đại quân đã đến rồi, tiểu muội xin cáo biệt chư vị." Thế là nàng chụp lấy tay nải, lao vung vút ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa đuổi theo Âu Dương Mẫn. Thì ra Tái Vân chỉ hứa xuân với Tử Khuê mà thôi. Thiết Đảm Hồng Nhan bật cười chế giễu Tử Khuê: "Sư huynh đã mắc lừa ả ta rồi, sao lúc nãy sư huynh không nhận 1000 lượng vàng cho xong?" Tử Khuê cười khà khà khống chế: "Tống sư muội không biết đó thôi, lão lôi công kia vừa hẹp hòi vừa thù dai, chẳng để cho Tái Vân qua mặt đâu."